20 triệu. Hàng 20 triệu á, mua tại quay chủ chim luôn bây giờ, quay chủ chim. Hồi nãy chú nói con này bán bao nhiêu? Con kim trai á. Trai. Trai các bạn. Tôi bao hót luôn mà hồi nãy con hót nhiều nó lên chim qua rồi lắc hót. Con này dòng ở đâu rồi chứ? Tôi không biết, tôi mua chim tôi không có biết. Yeah. Vô cỏ chơi rồi không? Tại cái đầu nó chưa có xong hết á. Mấy mùa rồi? Nó còn cái đầu. Con này cũng mùa này chắc mùa thứ ba xong lông mùa thứ ba. Ba mùa. Xong hết cái đầu, ba mùa đầu. Một trai các bạn. Mua không? Tôi bán đây nhiều lắm nữa, con nào hót rồi đang hót rồi. Cái lòng con hết tí xì rồi. Bây giờ bỏ mua cũng 2-300 thuốc. Đấy, không đấy. Chẳng hôm qua coi gì con này có thế nào không? Cho chồng rồi. Mình sẽ ghé qua bên đây. Chỗ này chứ thường hay quay ở video trước cho các bạn xem á, nhưng mà cũng lâu lắm rồi, giờ chứ quay lại chứ xem coi anh em ở hội cái me này sẽ chơi như thế nào nha. Đây con này con ngồi qua hồ sâu lớn nhất thành phố. Cho hỏi cái lồng này mua nhiêu tiền một cái vậy? 1.2 triệu. Dạ? 1.2 triệu. 1.2 triệu một cái. Cái lồng nó đi đánh nè. Có máy nó đánh nè. Dạ. Lục 1.2 triệu một cái nha các bạn. Đây là dòng sâu đỏ. Đây có nhiều cầu thủ lắm á. Cá lên gốc nữa rồi. Chắc luôn. Mùa này chim ra thay lông nên các bạn cho thấy là nó vắng hơn mấy cái đợt trước chứ quay chim đang cứu lửa các bạn ha. Wow, con chim này đẹp quá. Wow, con này à, con này lông quá trời đẹp, mình bắt nó vậy luôn á, bắt nó vậy à. 20 triệu. Quay chủ chim luôn bây giờ, quay chủ chim. Hello. Hello, how are you? Mới giống như nó vậy á. Cái này chỗ uổng lắm. Cũng mò chứ mà.
đi. Ở trong ăn trong. Rồi. Đó luôn. Đó. Đó luôn. Không biết. Chưa có chi.